Chiều nay ngày 7 tháng 12, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Minh Triết điều hành phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2021 giữa Hội đồng Nhân dân thành phố với Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các ngành liên quan. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Tại phiên họp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày các nội dung báo cáo liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 148 tài liệu. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã hoàn thành 46 trên 57 tài liệu được giao. Các nội dung theo đề nghị giám sát của Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố được triển khai, đẩy nhanh việc giao đất, cho thuê đất, thực hiện giai đoạn 2 của dự án khu công nghệ thông tin tập trung, triển khai chỉ thị số 22 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ra soát nguyên nhân phát sinh, kinh phí giải tỏa đền bù một số dự án độc lực trọng điểm, xử lý nhà tập thể xuống cấp, trong đó thành phố đang thực hiện di dời giải tỏa 25 khu tập thể xuống cấp với 172 hộ, đến nay đã di dời 61 hộ. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tiếp thu ý kiến của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố đang tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, đôn đốc cấp ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021. Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát kỹ các nội dung trình kỳ họp, đảm bảo theo đúng thẩm quyền, hồ sơ, trình tự thủ tục. Nhấn mạnh kỳ họp thứ tư là một kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, phương hướng cho năm 2022. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường giám sát, chủ động thực hiện tốt công tác thẩm tra đối với các nội dung do Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan trình kỳ họp, kịp thời báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về kết quả thẩm tra cũng như các vấn đề vướng mắc phát sinh trước kỳ họp.